Nữ phục vụ sân góp bị chủ tịch tập đoàn bất động sản tác động tiết lộ bất ngờ. Hiệp hội góp lên tiếng những ngày qua, việc chị M L, nhân viên phục vụ sân góp BRG Đà Nẵng bị khách chơi góp tên D, chủ tịch một doanh nghiệp ở Quảng Nam, dùng gậy tác động vào người, phải vào viện khám điều trị hôm 6 tháng 12, gây xôn xao dư luận. Trao đổi với báo chí, chị M L cho hay, ngay sau khi bị ông D tác động ngày 6 tháng 12, chị đã được đưa vào viện khám điều trị. Sau khi bệnh viện tiến hành khám điều trị, nhận thấy sức khỏe chị ổn nên cho xuất viện về nhà. Chị L chia sẻ việc bị ông D ra tay khiến chị cũng bức xúc. Trong lúc tức giận, ông D nghĩ rằng mình bị xúc phạm uy tín nên nóng nảy, nói những lời nặng nề với chị. Sau khi điều trị tại bệnh viện, em đã được cho về nhà. Rất may là chỉ bị chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Sau khi xuất viện về nhà, sức khỏe em đã bình thường trở lại. Theo chị L, chị không bị chấn thương sọ não như một số thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội. Chị L cho biết thêm, mọi vấn đề đều đã được giải quyết. Phía công ty thay mặt chị đứng ra giải quyết ổn thỏa. Người ra tay với chị L cũng đã đến công ty nơi chị làm việc gửi lời xin lỗi và mọi chuyện đã giải quyết xong. Lúc bị đánh, tôi quá bất ngờ và hoảng loạn tinh thần, chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tôi chỉ bị thương phần mềm thôi, chứ không bị chấn thương sọ não như trên mạng xã hội đưa, chị L nói. Cũng theo chị L, sau khi đi viện điều trị, người đại diện của phía ông D cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, bày tỏ sự hối tiếc về hành động thiếu chuẩn mực trong lúc nóng giận, cũng như có lời xin lỗi chị và tỏ rõ thiện chí khi có những hỗ trợ kinh phí để điều trị. Phía sân góp cũng thường xuyên hỏi thăm sức khỏe. Bây giờ điều em trông chờ nhất là công ty đứng ra giải quyết sự việc giùm em làm sao cho ổn thỏa nhất để em được đi làm sớm trở lại, chị L trao đổi. Người thân đại diện của ông D cho biết ông D rất hối tiếc về hành động thiếu kiểm soát không đúng của mình trong lúc nóng giận. Đại diện ông D cũng đã trực tiếp liên hệ với lãnh đạo sân góp nơi chị L làm việc để trong tuần tới có buổi làm việc có sự tham dự của các bên để cùng nhau chia sẻ giải quyết việc đáng tiếc này. Tối 11 tháng 12, ông Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam đã trả lời BLO về vụ việc. Nói về hành động trên, ông Nam cho biết, Hiệp hội Golf Việt Nam cũng như cá nhân tôi phản đối và kịch liệt lên án mọi hành động thiếu kiềm chế, dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực của bất kể golfer nào đối với các bạn caddy cũng như các bạn phục vụ điều hành trong ngành golf và trong cuộc sống, đi ngược tinh thần cao thượng của golf của thể thao. Chúng tôi sẽ có hình thức xử lý thích đáng sau khi làm rõ sự việc cũng như nhận báo cáo của hội golf địa phương. Ông Nam nói, cùng ngày, câu lạc bộ góp hội bất động sản du lịch Việt Nam VNTPA Golf Club cũng có thông cáo cho hay, cảm thấy rất bức xúc khi hay tin ông D đã tác động cô nhân viên ngay tại sân, phải đưa vào bệnh viện. Chúng tôi thay mặt cộng đồng golfer VNTPA xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cô Caddy và đồng thời lên án hành động của ông D. Ông ấy không xứng đáng tham gia các trận golf, một môn thể thao đòi hỏi sự văn minh lịch sự và tôn trọng con người với con người. Ông ấy cũng không thể được gọi là một golfer, thông cáo nêu. Trước đó, ông Nguyễn Mười, đại diện câu lạc bộ Golf Bách Khoa Đà Nẵng trả lời trên báo chí cho rằng đây là một hành động xấu xa, vi phạm nặng nề luật chơi golf và văn hóa golf, bôi xấu hình ảnh của những người chơi golf Việt Nam và ngành thể thao lành mạnh đang phát triển tốt đẹp, góp một phần lớn cho ngành du lịch của đất nước ta. Ngoài thông tin, ông đều là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn của tỉnh Quảng Nam, thì nhiều luồng thông tin đăng tải, người đàn ông này còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân của tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, ông NVD là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước thông tin này, Vietnam Finance đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Minh Đức, chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông Trịnh Minh Đức cho biết, phía Hội đồng Nhân dân chưa nhận bất kỳ thông tin chính thức nào từ các cơ quan liên quan. Việc này tôi cũng mới nghe anh em báo chí phản ánh thôi, còn lại các cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin chính thức. Ông Đức thông tin.